Ok, giờ ta sẽ cùng trở lại một tí xíu. Ta đang ở Twist Symphony và trong những đêm nhạc của Underground thì tổ chức là Hip Hop Paradise. Và đây là một miền đất mới của Hip Hop đúng không ạ? Ta sẽ cùng dành một chút cảm thiện ta về lại Sài Gòn chúng ta qua một cái chương đoạn sau đây. Chắc chắn các bạn sẽ nhận ra là đường ngang ta đứng ở khung cảnh nào. Không bay đi Sài Gòn, yeah. Các sư ơi, em ơi, em trai, cho tôi một ly cà phê sữa đã. À. Alo, ra chưa mày? Tới chưa? Rồi. Đấy, mày. Ui nó, nghe chưa mày? Ok, chờ xíu. Chưa được biết mẹ. Sợ buổi sáng lỡ mất tiền, ôi cuộc đời trôi nhanh. Tàn về một ngoài mình, bỏ lỡ toán, bỏ quên. Không quá dệt, từng vẹt, dù thành gỗ nhưng không mềm. Cho ta nếp mình vào buồn, cho bạn bè cùng niềm vui. Cho ta hòa mình vừa tranh về tiền, các cuộc lần nữa đường ngủ làm vì nhau. Cho ta thấu một lúc, cho ta sống một chút. Và những gì nhìn thấy ở trên chim bồ câu đã vẹn từng bài 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 cái. Ở dưới bồ câu đêm cứu lên lưng hồ xoay quay xoay quay. Nhìn nhẹ nhẹ đang cưới nhau đắp phủ cả bên trời. Mà có che được những quẹt không thể cho thật cái nét như lửa quen đời. Là tôi đã nói đời thường cho những thứ tầm ba. Đơn giản tâm trí Sài Gòn nhưng nghe có chiếu chạm ra. Chị thầy nhậu anh yên nghệ chú yên nhậu. Cô đi bèo người lắm khó hay gặp nghèo. Mọi người hay cầu hay gặp nghèo. Mang thiệt mày đâu thể giấu được những nét cổ điển. Mình trên đây người nói người liên quan câu chuyện đó là
cái duyên của Sài Gòn qua thang của gió và thang đã lớn yêu cái vị cà phê một hóc thơm ngọt và thang dĩ điệu cà phê thơm ngọt và thang yeah very good man. Tay mày, các bạn có gì vô kìa. Xong. Xong xong xong. Ơi. Ủa anh ơi, cái này sao hay quá vậy? Anh chơi sao vậy? Chơi không? Chơi không? Sao vậy? What? Ok. Em cái đẹp đi anh. Ai biết ai che ai biết ai quen chỗ này phải nói là đều có đủ kẻ
người tự sáng tới chiều vô tư thả ra, khi buồn ngủ thì chỗ trống vô tư ngã ra, khó thức và chiều buông tà tà, vô bỏ vô bến thì đâu đâu cũng là nhà. Đêm buông xuống tình nhân như ớt bắt gặp, mà che mắt bên trái thì bên phải cũng bắt gặp, che mắt bên phải thì bên trái cũng bắt gặp, mà không che bên nào thì cứ ảnh tới dồn dập. Anh che cả hai bên, người ta nói mình bị hồn, nhiều lúc cũng thắc mắc mình là sói hay là cừu, cừu như bầy sói hay là sói như bầy cừu, thì tao cũng là tao sẽ trong bạn ngày tập cừu. Hết tiền không cay cú, hết lời không mê chú, khinh cho trong tư tưởng có thật tối ngày hay đi chú. Nhưng mà thôi, đời của tao thì tao vui, trời cho tao cái gì thì là của riêng tao thôi. Đời của tao thì tao vui. Để tao nói cho mày nghe. Yeah. Tao có thể cho mày tiền để đổi lấy cơm trong quán, và khi mày có quyền ai cũng gọi mày bằng bác, nhưng mày sẽ đổi tiền để lấy nhạc trong phòng sáng. Về việc đó còn khó hơn lấy đất bụi mà trong tháng lá rơi lác đác thì do gió lá rơi đi. Mặt đường không bóng lạnh nên các hàng cũng nằm nghiêng, để ý là thấy ly cà phê mày cũng nghiêng. Ngồi đây hàng huyên nhìn người đẹp qua hàng huyên, để ý là thấy ly cà phê mẹ cũng đi, nhưng tao vẫn sống thẳng bất chấp cả đời. Yeah. Wow. Thật tiền ơi, miễn phí đi mẹ.